là hai mẹ đạp cao. Bí thư đồng chí của thôn, ông nhân thôn xã. Chi bộ. Thế còn các trưởng thôn thì chắc là hết là toàn đúng cái đây. Còn các cái nhiệm vụ lớn quan trọng là người công giáo mình hết. Mời ông chủ tịch với ông bí thư với ông các bà ngồi đi. Các bà này có dễ ngồi không? Ngồi vào đây nó, ngồi vào đây. Tiếp tổng quản lý. Hôm nay là một ngày rất là diễm phúc với giáo sư Hoàng Nguyên chúng con thì được tiếp tổng về đây để thăm viếng, để có những cái hướng dẫn cho chúng con trong những cái việc tương lai. Chúng con rất muốn lắng nghe những chia sẻ. Thưa cha xứ, thưa các bà, tôi hôm nọ tôi về Bái Xuyên để làm phép nhà giáo lý. Thì trong hôm đó không có chương trình là sau lễ thì sang bên này, bởi vì hai giáo xứ cũng ở Điền Nhân. Tôi có ý định là dâng lễ ở Bái Xuyên xong thì cũng sang ghé thăm bên Hoàng Nguyên bên này. Nhưng mà hôm ấy thì có cái việc cần phải đi vào trong miền Nam buổi chiều. Thế cho nên là phải về ngay mà không có thăm ở bên Hoàng Nguyên được. Chắc chắn là sẽ có ngày tôi về đây thăm, tôi dâng lễ cùng với cha xứ, cùng với công đốc bà để cầu nguyện tạ ơn Chúa. Chắc chắn là thế nào cũng có dịp gần đây thì tôi sẽ về. Thì tôi cũng rất là mừng là được biết lúc sáng cha xứ cùng với các cụ công ban hành giáo cũng ra gặp tôi ở ngoài tòa giám mục. Tôi có dịp để hỏi thăm về đời sống đức tin, về số giáo dân, cũng như là về những cái thông tin khác của giáo xứ. Thì tôi rất là mừng là đây là một giáo xứ tàn tầm. Tôi cũng được biết là ông chủ tịch xã là người công giáo, là ông bí thư chi bộ nữa. Thì trước hết tôi nghĩ là các ông đang tham gia công việc mà có một cụm trùm nào cũng đã là trước đây là bí thư của xã đảng ủy đó nhỉ, có một cụm trùm nữa. Và, nhưng mà chắc là của họ nào đấy. Thế thì quý ông bà mà là người công giáo tham gia trong bộ máy chính quyền. À cái này có cái này tuyệt vời, đúng rồi đấy. Các bạn nghe rõ chưa? Có phải nói lại như thế không? À thế. Thế thì qua cuộc trao đổi sáng nay với cha xứ và ban hành giáo tại tòa tổng giám mục thì tôi được biết là ở đây một giáo xứ toàn tổng mà có những các ông là người công giáo tham gia vào vùng máy chính quyền. Thì cụ thể là có ông chủ tịch đang hiện diện nơi đây và có ông bí thư chi bộ nữa. Thì tôi nghĩ là các ông là những người công giáo mà tham gia công tác chính quyền là một cái cơ hội rất là tốt. Không phải là mình lợi dụng chức quyền, nhưng mà cái cơ hội để mình chứng minh cho người ta thấy chúng ta là người công giáo, chúng ta cũng yêu mến đất nước, yêu mến quê hương, và chúng ta là người công giáo, chúng ta cũng có trách nhiệm đối với xã hội. Vì thế mà tôi hy vọng là các ông tham gia bộ máy đảng và chính quyền của địa phương vừa là tận tình và mẫn cán, liêm khiết để chứng tỏ là người công giáo mình vừa có làm việc theo cái hướng dẫn của nhà nước nhưng mà vừa được ánh sáng soi lời Chúa đó. Và chúng tôi cũng mong ước là các vị tham gia chính quyền thì giúp đỡ mọi việc về sinh hoạt tôn giáo nói chung và cái việc cơ sở đất đai thì được là thuận lợi. Thì theo như cha xứ cho tôi biết là cái vùng cái nhà mà gọi là nhà lẫn ấy, thì cũng ước mong làm sao để mà thuộc hoàn toàn về bên này thì để nó có cái quy hoạch. Đấy là vấn đề chính quyền. Vấn đề thứ hai là vấn đề đời sống đức tin. Thì các công các bà cứ nhìn cái nhà thờ này, nhìn thấy con số đông giáo dân thì biết đời sống đức tin của chúng ta rất là mạnh mẽ, có truyền thống từ trước tới nay. Vì vậy trong cái bối cảnh xã hội của ngày hôm nay thì đời sống đức tin của chúng ta cũng đứng trước nhiều cái thử thách, nhiều cái cám dỗ, nhất là đối với các bạn trẻ bây giờ phải bỏ quê để lên thành phố làm ăn,
rồi có những bạn thanh niên thì kết hôn với những người không cùng tôn giáo, cho nên cần phải có học hỏi giáo lý đức tin, và những người cha người mẹ thì phải gương mẫu để mà chúng ta tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của các bậc cha ông để lại, cũng như là truyền tải đức tin cho các thế hệ mai sau để các cháu nó biết giữ đạo, biết Chúa, và đó cũng là những điều tốt đẹp cho chính bản thân của con có bà sau này. Khi mà mình chứng kiến thấy các con mình sinh ra mà nó trung thành với Chúa, nó giữ đạo và nó biết Chúa là cái điều vui mừng đối với ông bà, đối với cha mẹ. Cái điều thứ ba, tôi về đây thì lát nữa chắc là cha xứ sẽ đưa tôi đi thăm từng nơi một, nhưng vừa rồi tôi cũng vào cái cửa bên chỗ nhà bác gái đấy, và thì thấy là cả cái cơ ngơi mà các bậc tiền nhân của chúng ta đã để lại. Đất đai này thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là đất của giáo xứ, phần thứ hai là đất của tòa giám mục. Đấy, thì trong cái ngôn từ chúng ta dùng thì vẫn nói là nhà đất của tòa giám mục. Có nghĩa là thế nào? Là đây là một giáo xứ tốt lành, cho nên các đấng ngày xưa đã yêu mến cái mảnh đất này và đã về mua đất ở đây để làm tiểu chủng viện, và cũng với hy vọng là sẽ là nơi đào tạo cho các thầy, các cha tương lai. Nhưng mà vì biến cố xã hội, vì hoàn cảnh xã hội, cho nên là tôi cũng được biết là từ năm 50 mấy nhá, thì là đã dừng ở đây để đưa về Hà Nội. Cho nên là cái nhà này từ hơn nửa thế kỷ nay không sử dụng. Thì dù có sử dụng hay không thì nó vẫn là tài sản của địa phận mà chúng ta mỗi người có trách nhiệm phải bảo vệ. Thì tôi với tư cách là tổng giám mục thì tôi đã tuyên thệ trước mặt Chúa khi nhận địa phận, đó là phải bảo vệ, phải quản lý tài sản của các thế hệ trước đi trước để lại, và đồng thời làm cho những tài sản ấy nó được trọn vẹn và nó được sử dụng đúng cái mục đích. Vậy hôm nay tôi về đây cùng với cha tổng quản lý để đi xem xét xem đất đai thế nào, thì mong ước là cha xứ cùng với ban hành giáo, cùng với công các bạn cũng cộng tác với chúng tôi để cái chương trình, những cái chương trình đưa ra trong tương lai của địa phận thì nó được thực hiện tốt đẹp. Bây giờ mà nói về các cái sự tính tương lai thì tôi nghĩ là cũng quá sớm, bởi vì tôi phải đi thăm đất đai là một, thứ hai là tôi cũng phải đi cũng về nhà tôi bàn với các cha trong hội đồng tư vấn của địa phận, rồi cũng phải lấy ý kiến của các cha trong địa phận, và cũng phải suy tính mọi khía cạnh để xem nó có tính khả thi hay không. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ sử dụng cái đất ấy theo như mục đích từ ban đầu, đó là đất của địa phận và làm ích lợi cho địa phận. Thì mặc dù là để sau này thì có thể là có những cái ý tưởng rõ hơn hay là kế hoạch rõ hơn, nhưng mà chung tất cả một cái điều là chúng tôi mong muốn cái tài sản của địa phận, đất đai của địa phận nó được trọn vẹn như từ trước tới nay, bởi vì chúng ta là thế hệ con cháu, chúng ta có bổn phận phải giữ gìn cái tài sản của địa phận. Thì đấy là ba cái điều mà liên quan đến cái cuộc viếng thăm của tôi hôm nay. Thì tôi phát biểu ngắn gọn thôi, còn các bà có câu hỏi gì không thì các bà hỏi để tôi trả lời. Có một mình tôi nói không, không ai có quyền nói hết. Đấy, thì tôi cảm ơn tất cả các bà. Các cụ có biết, chắc chắn là các cụ cao niên ở đây thì phải biết là cái chữ Hoàng Nguyên là có ý nghĩa như nào chứ nhỉ? Đấy, Hoàng là gì mà Nguyên là gì? Các cụ trong... À? Vâng. Trước đây có cha cắt nghĩa là Hoàng Nguyên là cái suối nó chảy ra toàn vàng đấy. Ghê thế, cái suối nó chảy ra toàn vàng. Cho nên là đây chắc là giàu có lắm. Bây giờ nó xuống cấp. Thế. Trước cơ. Trước nhiều vàng lắm mà. Bây giờ giấu hết đi đâu rồi? Con bé con không biết. Thế sau này hỏi này gật đầu mạnh thế. Thế chắc là thanh niên các bạn trẻ đây đi làm xa công ty nhiều mà, thì không biết cuối tuần mới về hay là tối mới về, nhưng mà chắc là thì cũng đi làm nhiều, đâu ra có ai còn mấy người bán ruộng nơi đâu. Thế ruộng thì không có bà cấy hai vụ hay cấy ba vụ? Hai thôi, còn vụ kia để làm gì? Trồng khoai, trồng cà, trồng đậu nữa chứ, biết sen vụ mà. Đất của các cụ là đất màu, đất trôi chay là đất chiêm trũng, đất màu, đất bãi trồng khoai, trồng lạc tốt lắm. Vâng, thế.
thế rồi đất vùng chiêm thì không có trồng được, nhưng mà đất này thế thì tốt. Thế tôi hỏi thăm thì thấy bảo là ngày nào cũng mấy chục con bò bị giết ở đây. Chúa tôi ngày nào giết nhiều thế nhỉ? Thế làm sao mà cung cấp đủ, ở đâu mang về đây mà cung cấp đủ được? Mỗi đêm mấy chục con bò giết. Giỏi thật đấy. À thế ạ? Vâng. Thì đấy cũng là một cái công việc. Mỗi một sinh ra ở đời thì mỗi người có một công việc, mỗi người có một nghề nghiệp. Thế ông chủ tịch có ý kiến gì với bà con không? Ý kiến thôi thế ạ? Ông chủ tịch làm chủ tịch ở xã được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Vâng, tốt quá. Thế là người của Chúa, người của giáo hội mà tham gia trong bộ máy lãnh đạo thì rất là tốt như tôi vừa nói. Tại vì có ít nơi là có người có đạo làm chủ tịch với bí thư lắm. Người ta cho là những người ấy là người phản động không. Tôi mới không có bà đây cũng phản động hết. Người ta cho người công giáo là người phản động, người ta không có tin. Vì thế cho nên là khó mà có cái khó mà được tham gia chính quyền. Thế hôm nọ tôi về lễ ở Bái Xuyên, có nhiều ông, nhiều bà đi lễ bên đấy không? Không. Để Chúa tôi lễ gần đây thế mà ông đi à? Không phải đâu, chắc là không có giới thiệu với em cố gì. À, gần lắm chứ nhỉ? Vâng, tháng mấy có cho sứ. Thì tôi đã nhận lời là về bên này, nhưng mà sau đó có cái việc đột xuất phải đi về ngay. Tại vì có cái việc cần chuẩn bị để đi vào miền Nam, cái vé máy bay người ta đổi. Thế là phải đi về luôn. Không có bà có hỏi gì không? Có đặt câu hỏi gì không? Không hỏi gì em. Tôi gặp rất là nhiều người, tôi hỏi như thế là không có bà có chuyện vui gì thì kể không? Không có. Mà có chuyện buồn thì kể không? Không có. Thế là người sống ở thế gian mà không vui không buồn thì làm sao? Người sống ở thế gian mà không vui không buồn. Tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bà nhé. Ông các bà cũng cộng tác với cha xứ để những cái kế hoạch ấy thực hiện nó được tốt đẹp. Nhưng mà trong cái thời buổi bây giờ, thời buổi xã hội này mà các cha xây được cái nhà thờ như thế này thì quá tuyệt vời. Ít khi được thấy các ngôi nhà thờ mới xây trong vòng chừng độ 10 năm nay mà có được ngôi nhà thờ thế này. Mà đây là nhà thờ của chúng ta mới cung kiến năm ngoái, là năm 2018 mới nhỉ. Đấy, thì cho nên là quý lắm. Thì nó có một vài cái chi tiết thôi, ví dụ như là vừa rồi nói thấy cái tiếng nó vang quá nhỉ. Hay là tiếng của cha xứ nó hợp. Tại không có người nói gì đâu, có người nói rõ, có người nói không rõ, có người cũng tùy. Cho nên là cái tôi chưa đi hết vòng nhưng mà thấy đất này mình mồng quá. Vườn của cha xứ rộng quá mà đang ăn cơm thiếu một cái mấy bọn rau răm mà phải phóng xe máy đi mới lấy được mà. Ừ, rộng quá như vậy. Rộng quá như vậy. Đang ăn cơm mà thiếu mấy bọn rau răm là phải phóng xe máy đi mới lấy được. Chứ còn đi bộ về nhà ta ăn hết. Bộ nhà về khách ta ăn hết cơm hết rồi. Thế bây giờ mình đi thăm đất nhé. Vâng, chương trình là thế hả?